Hi, xin chào các bạn đã đến với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây M200 cùng với lục Slot 18. Cái lục này thì Glock chứ. Nhầm. Cái lục này thì nó vừa cho với cho free đấy, chắc chắn là ai cũng có thể nhận được rồi. Rồi khẩu lục này thì bắn rồi. Vãi thật. Mình đang giới thiệu nhá. Này thì rồi. Úi giời ơi, AFK. Này thì AFK hồi máu này. Liếm luôn. Rồi. Liếm luôn. Rồi. Ui vãi hàng máu trâu thế. Đùa. Rồi, đích trợ. Xuống này. Xuống này. Khẩu lục này thì bắn ra khá là nhanh. Khẩu lục này thì nó cũng như USP, thì như là bắn nó nhanh hơn USP một xíu, nhưng đổi lại là đam nó nhỏ hơn rất là nhiều. Cùng với bắn chùm như cái khẩu gì quên rồi, khẩu lục gì đấy quên rồi, quên cái tên rồi. Rồi có bạn bảo mình là làm khẩu M200 này cùng với cây UHP, nhưng mình nghĩ là mình làm cùng cây lục Glock này sẽ là test lục cho các bạn luôn. Rồi nhìn rất là đẹp. Rồi thánh cả S đi rồi. Rồi khẩu này thì nó bắn cực kỳ thố luôn. Đam hình như là nó cũng như AFKM, nhưng ngắm nó bị sao sao các bạn ạ. Mình bắn rất là nhiều lần. Mình thay đổi qua AFKM cùng với 3Z. Rồi làm gì đi em ơi. Rồi chạy nhanh thôi. Ui vãi hàng. Làm gì thế. Chơi móc lốp này. Này thánh móc lốp. Rồi qua đây luôn. Qua đây chắc chuyện. Mất giáp rồi, không có ăn ô gì được đâu. Ăn ô vỡ mồm. Rồi. Cái này ngắm nó hơi bị dị các bạn ạ. Khi mà các bạn vừa kill xong thì nó sẽ deplay một thời gian nào đó tầm 2 giây thì các bạn mới ngắm lại được. Cho dù các bạn snap đối lại thì các bạn cũng phải đợi thôi tầm 1 đến 2 giây. Rồi. Mình có cảm giác như vậy. Úi dồi ôi, hết giờ rồi. Nhanh thế. Nên mình cảm giác nó hơi cùi cùi hơn. Mình chuyển qua 3Z với lại AFKM thì có thể khi chúng ta bắn xong thì snap cái đổi lại thì có thể bắn lại được rất là nhanh. Nhưng cái này phải có thời gian deplay tầm mấy giây, tầm 1 giây, 1 đến 0,5 giây. Nãy mình nói 2 giây thì hơi bị lố rồi. Tơ làm gì thế em ấy. Làm gì úi dồi. Săn chết cả lũ luôn. Chết cả lũ luôn. Thôi thôi mình lướt. Nhìn cái khẩu lục này hơi bé ấy. Với lại nó bắn cũng rất là phê. Tuy đam bé nhưng đối lại là đam bắn ra rất là nhanh. Mình thích cái bắn ra nhanh thôi. Còn bắn chùm này thì giống cái khẩu lục Mauser. Nhưng Mauser thì đam nó to hơn rất là nhiều. Gì đấy em ấy. Quá làm gì được. Đùa. Rồi, khẩu lục này free nhưng rất là tuyệt vời nhá. Không phải là dạng cùi đâu. Để cover đông zombie thì mình chỉ cần cây lục. Úi dồi. Lỡ. Ôi vai. Bị lag. Dạo này thì chơi là lag. Các bạn nếu chơi lag thì comment xem chúng ta có cùng bệnh không. Tuy xem ping nó rất là xinh nhưng lâu lâu nó lại lag một phát vỡ mồm luôn. Rồi. Thằng này lúc nãy hiệp lúc nãy vào chém đó không trúng kìa. Trời ơi bắn gà vãi. Mình nghĩ là chơi khẩu này chơi AFKM nó còn ngon hơn thay vì cầm khẩu này. Mình bắn mình có cảm giác là vậy thôi. Chắc mình một thằng gà sniper nên có cảm giác là vậy. Nói chung mình vẫn thích bắn AFKM hoặc 3Z hơn thay vì cầm cây M200 này. Không biết là cây M200 cung hoàng đạo thì không biết là ngon hơn. Úi dồi ôi, bắn không lên đam kìa. Vãi số hài. Các bạn thấy chưa, nó lắc. Kinh người luôn. Bắn trúng người không lên đam. Chơi thế sao chơi được. Rồi. Dạo này lắc kinh khủng tởm luôn. Không biết là bị úi dồi ôi. Biến hero rớt xuống này. Rồi thế này tiêu rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Úi dồi ôi, đồng thế mà chém không trúng thế này.
Rồi, tiêu rồi, hết máu rồi. Hết máu rồi. Vãi. Quỳ luôn. Cái này thì đua top cũng dễ thôi. Thì các bạn đợi cầm lục, cứ đợi hero là được. Lục và M200 thì bắn nó cũng tạm tạm. Rồi đi săn thì chắc là cầm lục nhiều hơn. Chiến luôn. Rồi. Ui vãi. Tơ này thì tơ này em ơi. Rồi chạy 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 đi em ơi. Qua kia. Vỡ mồm. Đó có thằng chết rồi. Mình thoát nhanh chắc chuyện. Rồi úi dồi. Tơ nó liếm sạch các bạn ạ. Này thì tơ. Rồi. Ui vãi. Ồ ghê thế. Ồ ghê thế. Ghê thế bạn ơi. Này thì ghê. Thay đạn cũng khá là nhanh. Ui. Kinh quá. Bạn bật ép chạy ra như thần. Rồi thoát nhanh. Ui vãi. Nhảy mít nữa rồi. Rồi không sao. Đấy sợ. Cầm khẩu này vừa nhẹ này. Thay đạn nhanh này. Bắn ra nhanh thì cover là tuyệt vời. Nói chung đấy sợ thằng nào luôn. Cho dù là móc hay các thứ. Rồi nói vậy thôi chứ móc mà nó chơi rất là nguy hiểm nhá. Rồi thanh niên không biết là đang bắn chỗ nào đây. Ui vãi. Như thế là mình sẽ cận chiến rồi. Rồi, rồi ghê quá. Ghê quá em ơi. Vỡ mồm. Rồi, lại hồi sinh. Này thì nhây này. Sau lưng em ơi, sau lưng. Đây, 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 đúng rồi. Chúng ta sẽ cùng trôn nhau nè. Đứng ai móc nha. Rồi, lại đây, lại đây. Úi dồi. Có hero, quá tuyệt vời. Thế này thì còn gì bằng. 1v8 ạ. Chơi luôn. Gần hết, gần chết rồi. Nếu mà có nhấp nháy thì hay. Có nhấp nháy thì lấy cận chiến thì không cũng không khó lắm đâu. Bây giờ không có nhấp nháy mà không có cái thanh máu nữa thì rất là khó chịu. Mong là ngày 17 cập nhật có thể cải thiện lại. Úi dồi ôi, móc lốp. Chơi luôn. Ơ, thế éo nào. Vãi. Quỳ luôn. Trời ơi. Trời lầy vãi. Pha đấy mình tưởng mình thoát rồi. Mình không biến hero. Pha đấy là mình tính lục cover thoát luôn. Ai ngờ thằng tơ nó. Mình bị lát, thằng tơ nó cào. Trời ơi. Cầm tơ nữa. Quấy luôn. Quấy luôn. Chạy đâu. Chạy đâu em ơi. Chạy cỡ nào. Rồi trên này hai thanh niên đứng thẩm du như thần. Rồi chết chết trùng luôn này. Mình mà lên được là chết trùng này. Chết trùng này. Đi luôn đi là vừa. Úi dồi ôi, cầm MG bắn như thần. Này thì MG. Ôi chết rồi à. Ngu người. Thanh niên. Mình sẽ đợi có đầy máu đã. Ra chiến tiếp. Nói chung là cân ngựa bầu trời luôn. Mà bọn kia thẩm du kinh vãi. Rồi ôi cầm thẩm du ghê quá. Rồi. Cái không được. Rồi từ từ rồi chia ra. Hai thằng chia ra mà cào. Bàn thờ là phải hai ba người đi. Hai người đi hai bên mới dễ cào được. Chứ còn mà. Rồi qua được rồi. Vỡ mồm này. Ngu người. Đó, cứ thích thể hiện đi. Này thì thủ nhây. Có hero không biến. Ngu người. Rồi, thanh niên trong này. Trong này thì vỡ mồm là vừa. Vừa rồi. Thì sẽ đợi đầy máu và vào hiếp luôn. Rồi, như thế này là vừa. Như thế này là vừa. Úi dồi ôi. Vãi. Ủa, mình cào xa thế. Đúng là CFM bị lag thật rồi. Pha này lag hơi bị mạnh đây. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Thố M200 này thì đúng là săn mắc thố luôn các bạn ạ. Săn mà nó như AFKM còn được. À nó thủ dâm, à nó thẩm du như AFKM còn được.
đây nó chơi chơi deadly nữa nên nó là khó, càng đá khó lại còn khó hơn. Hình như đam nó nhịn hơn am kép mờ xíu đấy. Rồi không biết là làm gì. Rồi chạy đi. Ui vãi, nó đi ra đây nhanh thế. Này thì vỡ mồm. Rồi. Anh ta lăn đùng ra chết như thần. Rồi đi kiếm kill thôi. Đứng đây không làm được gì. Bọn kia nó thẩm du kinh quá. Zombie nó không làm gì được. Rồi úi giời. Cương thi cũng vậy quỳ. Trong đấy mà không vào được. Buồn cười vãi. Rồi mình sẽ vào đây kiếm IQ đây. Ui vãi. Đình mình thằng tơ nó móc lén à. Thanh niên chơi móc lén. Trong này không cào, đi cào mấy cái thằng đi săn. Ngu người. Rồi úi giời, sao không ngồi xuống được thế này. Vãi thật. Thằng tơ chơi gà vờ lờ. Trong đấy mình vào phát một luôn. Thôi mình sẽ kết thúc clip ở đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì hãy like và share clip của mình nha. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Rồi bye bye các bạn nha. Úi dồi ôi, vào được đích được đâu. Tơ phải vào kia. Tơ gà vờ lờ ra.